Một câu hỏi nữa hỏi rằng Nam mô A Di Đà Phật bạch thầy mẹ con chết đã lâu vừa qua cụ báo mộng cho con dâu kêu mẹ khổ lắm các con đi khẩu siêu cho mẹ và cúng tượng địa tạng để mẹ bớt khổ xin thầy tử bi chỉ dạy cho chúng con tại sao là tại sao mẹ con lại không báo mộng cho con trai hoặc con gái mà lại báo mộng cho cô con dâu để chị em con biết lý do à. À, chúng con xin cảm ơn thầy cái này trong phật pháp nói là gì? ai có duyên thì mới báo được có ai có duyên thì mới gặp được giống như thầy thầy lấy một cái ví dụ nhỉ à, với lấy ví dụ như là con có cái điện thoại và cái số điện thoại gì của bạn con hoặc của chồng con hoặc của mẹ con chẳng hạn thì con thì phải có gì có số điện thoại của người đó và con bấm đúng số của người đó thì bên kia mới nghe được chứ không phải là gì có điện thoại mà con cứ dơ lên mà gọi cho muốn gọi cho chồng nhưng mà không bấm số điện thoại của chồng mà gì Chồng có nghe được không? Hoặc bạn có nghe được không? Chắc chắn không. Cái sóng điện thoại nó bao phủ khắp ở gì? Ở đất nước mình như vậy đó. Trừ những cái nơi vùng sâu, vùng xa và ngoài hải, đảo xa xôi chúng ta không cặp không cắm những cột anten thì nó không phủ sóng được. Nhưng mà phải bấm gì đúng tần số. Đúng tần số thì nó mới gì? Nó mới nói được, cũng giống mới nghe được, mới nói được, mới nghe được. Giống như tivi cũng vậy chúng ta phải bấm đúng gì muốn mở kênh gì VTV1 thì chúng ta phải về mở chúng vào cái kênh VTV1 thì mới gì mới xem chương trình VTV1 được mới xem chương trình VTC5 chẳng hạn thì phải bấm chúng cái kênh đó mới xem được có nghĩa là phải hợp với cái tần số vậy cái trường hợp ở đây con hỏi là mẹ đã mất nhiều uh, nhiều năm rồi nhưng mà hôm rồi mới về báo mộng là gì ở dưới khổ lắm và muốn là các con đi cầu siêu và cúng tượng địa tạng để cho mẹ bớt khổ. Đây là một tin vui. Quả thật đây là một tin vui, vui vô cùng. Vì sao? Vì mẹ con đã về báo mộng được. Có nghĩa là không còn phải bị gì, bị đọa ở trong đường ngạ đường đường địa ngục nữa. Đó. mà đồng thời cũng chỉ chưa làm xúc sinh. Chưa phải làm xúc sinh, có thể thì có thể làm đường quỷ đói. Nhưng mà gì? Nhưng mà không bị không bị bắt bớ không bị giam cầm cho nên mới về báo mộng được có thể vẫn ở đang đường ma ma quỷ đói nhưng mà không bị giam cầm Đấy, nhắc lại là không bị giam cầm không bị ở trong lao ngục cho nên mới tự do đi ra ngoài về báo mộng cho con cái được thì ở đây nói là tại sao từ trước không báo vì có thể trước gì mình chưa có tu phúc tu thiện để hồi hướng cho cho cụ cho nên cụ chưa tiếp nhận được hoặc là gì cụ thì cái thời gian mà chịu tội ở chưa hết giống như người bị phạm tội phạm vi phạm pháp luật mà bị xử đi tù cho 3 năm chẳng hạn thì 3 năm đó vẫn ở trong tù thì làm sao mà đi về nhà được? Kể cả nhà có dỗ có tết hay là có tiệc vui tiệc buồn gì chẳng hạn có về được không? Không về được. Mà hết 3 năm thì một cái thì mới mới có về về được. À, kiểu như thế. Ừ, kiểu như thế. Đây tôi lấy một cái ví dụ nôm na như vậy để chúng ta dễ hiểu. Và trường hợp này có thể gì? Hoặc là mẹ đã gì chịu hết cái cái tội báo ở trong gì? Một trong ba đường ác trước đây mà bây giờ mới có thể về báo tin được hoặc hai là gì? Con cháu có thể là gần đây có ai đi chùa, ai đi lễ. Thậm chí là có thể cái người mà được báo mộng này này, có thể hay đi chùa hay đi lễ tụng kinh. Địa tạng hay là gì? Như kinh địa tạng nói người nào nhất tâm tụng kinh địa tạng muốn cho thì muốn siêu độ cho ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Dần dần nó cứ đem nhất tâm hồi hướng như vậy một thời gian sau cái người vong người mất kia liền là nhận được cái tín hiệu và nhận được cái công đức của người còn sống con cháu chất chút chít vân vân ở đời sau hồi hướng cho và người thân ở đời sau hồi hướng cho thì họ tiếp nhận được và họ thoát khổ. Cái đầu tiên là nếu mà đang khổ địa ngục thì thoát khổ địa ngục, ra và về báo mộng được cho người thân biết là đang ở đâu như thế nào thế nào trong kinh Địa Tạng các vị cứ đọc xem thấy rõ cái đoạn kinh đó. Và ở đây thì cụ nói là khổ lắm. Ở dưới khổ lắm cho nên muốn con cái nhanh nhanh đi làm lễ siêu độ cho cụ và cúng dàng tôn tiền Địa Tạng để gì? Để cho chân linh cho hương linh của bà cụ bớt khổ. Thế nhưng mà Phật tử này thì thắc mắc là tại sao mà để mẹ không về báo mộng cho con trai hoặc con gái mà lại đi báo mộng cho con dâu. Để cho và muốn thầy cho biết lý do thì thầy nói đấy cái lý do này là, là nhân duyên. Nhân duyên của gì? cụ hợp với ai và ai là người gì? để cụ tin tưởng để báo mộng thì cụ mới báo chứ không phải là ai cũng có thể báo được đâu. Đó. Nhưng có những chuyện bình thường chúng ta sống ở thế gian có những chuyện thầm kín ai cũng nói bô bô được đâu có những người chúng ta tin tưởng mới nói được đó lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy để chúng ta dễ hiểu cái trường hợp này đây là một tín hiệu rất là đáng mừng và anh em nên nhất tâm nhau lại thì để làm những cái việc theo tâm nguyện của cụ đã gì đã báo và đặc biệt là gì có thể đến pháp hội quan âm tới đây nhất gia đình nhất tâm lên mà làm sớ làm bài vị mỗi ngày làm lễ mâm hai mâm ba mâm cơm cúng cơm chay để cúng phật cúng tổ và cúng các cụ vong linh cho gia tiên và vong linh của bà mẹ này để cho để cầu nguyện phật bồ tát Con âm bồ tát địa tạng các ngày gia trì cho cụ sớm được siêu thoát hết khổ ở dưới gì dưới ba đường ác đạo à, có một phật tử nữa hỏi con có một người quen có hai con trai và một con gái con trai chơi bời cờ bạc con gái bệnh tật yếu ớt. Con có nghe người quen giới thiệu một ông thầy mở phủ cho hai đứa con. Sau lần lễ đầu tiên cả hai chị em đều không theo nữa mà bố mẹ làm thay. Nay cô con gái và ông bố đã có Phật tử gieo duyên lên chùa Khai Nguyên làm lễ cầu siêu cho hương linh trong 49 ngày. Nay cô con gái đã giác ngộ và quy y Tam Bảo trong pháp hội cô con gái muốn hỏi thầy có phải làm lễ giải đồng ở điện của thầy mở phủ nữa không cô con gái đã thờ phật tại gia à, con xin cảm ơn thầy thôi quy y tam bảo là trên hết rồi bây giờ cũng không gì cứ nhất tâm mà tụng kinh địa tạng à, nếu có điều kiện thì phóng sinh tu phúc một chút làm việc thiện một chút bằng không cứ nhất tâm tụng kinh địa tạng ngày hai thời hoặc ba thời trừ những ngày mà trường hợp gia đình có việc đặc biệt bận bịu không thể tụng được thì mới mới nghỉ thì làm được như thế thì không cần phải đi giải đồng nữa thì đồng kia sẽ gì sẽ tự hết căn quả kia sẽ tự hết à, những bà đồng nghề cựu ba bốn mươi năm nay bây giờ còn gì còn bỏ đồng để đi theo phật còn bỏ đồng để tụng kinh địa tạng để quay về chính pháp cơ mà cho nên ở đây mà giác ngộ được thế là quý rồi tốt rồi thì bảo phật tử này cũng nên khuyên Cô ấy là gì? Cũng không cần, không phải suy nghĩ nặng nề đến chuyện đi giải đồng nữa. Cái nhất tâm tụng kinh địa tạng, đồng tự nhiên giải. Phật tổ chứng cho và gì? Bồ Tát, quan âm Bồ Tát địa tạng chứng cho, thầy cũng chứng cho. Không phải đi giải nữa, đến đấy nó dọa cho vài câu, có thể sợ. Có khi lại lo lắng lại gì? Lại thoái tâm Bồ Đề với Phật. Không cần phải đến đó nữa, cứ nhất tâm tụng kinh địa tạng là được. Câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy.